Xin kính chào quý vị. Một vị phụ huynh đã từng ôm con để leo qua những cọc nhọn trên hàng rào công viên nước Hồ Tây để được tắm miễn phí cách đây không lâu đã chia sẻ lý do là để con vui là chính. Nhiều người thì cũng đã lên án vị phụ huynh này vì hành động đó quá nguy hiểm. Nhưng ở một khía cạnh khác thì nó cũng phản ảnh một thực trạng là các bậc phụ huynh và các em nhỏ đã phải loay hoay đi tìm niềm vui trong những ngày được nghỉ. Thế mới thấy để con vui là chính, thoạt nghe thì đơn giản, nhưng thực tế thì lại lắm gian truân. Một kỳ nghỉ hè lại sắp đến và sự rối bời để con vui là chính ấy lại tăng dần để đáp ứng nhu cầu của con trẻ. Con muốn có một kỳ nghỉ hè bổ ích. Đó rõ ràng là một vấn đề không hề dễ. Vấn đề này chúng tôi cũng chọn cho chủ đề ngày hôm nay cùng với vị khách mời tham gia bình luận là anh Phạm Quang Vinh, một người có nhiều kinh nghiệm trong việc rèn luyện và đào tạo các cháu nhỏ. Xin cảm ơn anh Vinh đã nhận lời mời tham gia chương trình này. Theo thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia được công bố vào tháng 1 năm 2015, hiện Bình Dương đứng đầu về tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì với 13,4%, vượt tỷ lệ chung toàn cầu là 12,9%, kế đến là thành phố Hồ Chí Minh 12,6%, Đà Nẵng 10,8%. Con số này cũng khá cao tại một số địa phương kinh tế chưa hẳn phát triển như Quảng Ninh là 9,2%, Khánh Hòa 8,7%, Đồng Nai 8%, Long An 7,9%, Vĩnh Long 7,1%, Bà Rịa Vũng Tàu 7% và Bến Tre 6,6%. Đây rõ ràng là một thực trạng đang diễn ra trên nhiều nước trên thế giới. Vậy thì theo anh, phải chăng các em đối với các em thì kỳ nghỉ chính là cái cơ hội để vận động tích cực hơn, để mà giảm cân trong trường hợp này không? Tôi thì tôi không nghĩ kỳ nghỉ đó là cơ hội. Việc vận động nhiều hay là việc tạo ra cơ hội cho con cái mình vận động, nó phải nằm trong suốt năm và nó phải coi là một trong những mục tiêu quan trọng nhất. Và tôi nghĩ là trẻ con của mình thực sự có vấn đề về chuyện vận động và sinh hoạt, không phải chỉ trong dịp hè. Bởi vì rõ ràng là trong suốt thời gian thì các cháu phải hy sinh tuổi thơ của mình cho niềm tự hào của bố mẹ về mặt văn hóa. Nhiều đứa trẻ mùa hè thì chúng chỉ muốn ăn, ngủ, chơi trên điện tử và ở trong nhà trong điều hòa mát lạnh thôi, và chúng không hề muốn ra ngoài vận động tích cực. Trong khi bố mẹ thì lại muốn con cái mình làm điều này. Cái sự không thông suốt, không đồng nhất quan điểm đã dẫn tới là những đứa trẻ trở nên sợ nghỉ hè vì chúng nó muốn rằng là cứ đi học còn hơn thì các cháu đỡ phải vận động chứ về nhà nghỉ hè lại phải vận động. Anh nghĩ sao về cái sự mâu thuẫn này? Con người rất dễ làm quen với tiện nghi và rất khó khăn để từ chối tiện nghi. Chuyện mà trẻ con thích ở trong nhà là một chuyện dễ hiểu, trừ phi ở bên ngoài có một cái gì đấy thú vị. Và nếu như chúng ta đợi đến hè chúng ta mới xây dựng cái sự hấp dẫn đấy thì tôi tin là không thể làm được. Và chuyện trẻ con sợ là đương nhiên. Bây giờ tất nhiên trẻ con nó có nhiều niềm vui hơn ở trên máy tính, trên iPad. Chúng ta phải thừa nhận với nhau một việc là máy tính và mạng Internet đang giúp cho trẻ con cái cơ hội để học hỏi, để tìm hiểu thế giới rất là nhiều. Nhiều hơn, lớn hơn so với mình. Và không có lý do gì để tước đoạt cơ hội đấy cả. Nhưng mà đúng là như anh nói, tức là bên cạnh các hoạt động như vậy cần phải có những hoạt động khác, đặc biệt là với trẻ em. Các cháu chỉ làm vào đấy chừng nào chúng nó thích. Máy tính và Internet thì làm cho cơ hội được học hỏi bình đẳng hơn giữa những con người ở các khu vực khác nhau. Nhưng mà nói một cách thẳng thắn rằng là trẻ Việt Nam hiện nay thì đang thiếu những cái gì so với những bạn bè ở các nước quốc gia khác? Ở trong giáo dục trẻ em thì người ta thường nói là có mấy cái phần. Phần thứ nhất là hướng dẫn, explanation. Rồi đến là làm mẫu, demonstration. Rồi đến guiding. Rồi đến encourage, tức là làm thế nào để thúc đẩy cho trẻ con nó làm. Thì thông thường chúng mình chỉ dừng lại ở explain. Đối với trẻ em thì đặc biệt là đối với vận động và vui chơi ngoài trời thì trẻ em cần phải được học, cần phải yêu quý với việc đấy, rồi mới đến chuyện làm. Ví dụ chẳng hạn, ở thời trẻ con chắc chắn anh cũng thích có một con dao. Chúng mình đọc trong thơ là chuyện cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ. Các bậc phụ huynh có bao giờ hỏi xem là thế hệ bây giờ các cháu còn có cơ hội được khắc dao lên bàn không? Tại sao không mua cho con dao tặng cho con và hướng dẫn nó sử dụng? Và để nó thay vì nó khắc lên bàn, nó có thể mua gỗ cho nó khắc, mua chỗ nào cho khắc, nó khắc. Và cái đấy nó tạo ra những cái kỹ năng sống. Tôi nghĩ đấy, trẻ con mình nó sẽ thiếu những thứ như vậy. Qua những cái câu trả lời của anh, tôi thấy rằng là cái sự thiếu hay là cái sự sợ cái mùa hè đơn giản như trong trường hợp này đi thì là do người lớn. Cá nhân tôi thì nhìn thấy vấn đề ở đô thị nó tệ hơn anh nhìn tương đối lạc quan. Bố mẹ ở đô thị hiện nay hầu như chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm một lớp để trả tiền
và nghĩ rằng như thế là xong. Bố mẹ ở những nước khác họ phối hợp tham gia cùng với con, không có lý gì mà chúng ta không vận động mà con chúng ta lại vẫn nó lại có vận động cả, bởi vì thực bản thân nó không nhìn thấy sự vận động này. Trẻ em Việt Nam đang thiếu chính cái sự thúc đẩy của những người thân đó. Tôi nghĩ là chúng ta hơi bận quá. Điều đó thì sẽ tạo ra cái ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển của các thế hệ tương lai? Không thể nói là điều đấy có ảnh hưởng đến tương lai hay không, nhưng có một chuyện rất rõ ràng, tuổi thơ của con cái chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, tức là họ không có cơ hội để có những cái trải nghiệm của trẻ con. Học kỳ quân đội là khóa học thông qua trải nghiệm đưa học sinh vào rèn luyện, học tập và ăn ngủ trong môi trường kỷ cương quân đội. Với thời gian xa gia đình từ 7 đến 10 ngày, các con sẽ được rèn luyện trong môi trường kỷ luật quân đội, rèn luyện kỹ năng sống cần thiết để trở nên mạnh dạn và tự tin trong giao tiếp ứng xử, rèn luyện nâng cao ý thức trong học tập, góp phần định hướng nhân cách cho các con biết yêu thương gia đình, tự chăm sóc bản thân, lễ phép, rèn luyện thể chất với nhiều hoạt động thể dục thể thao, võ thuật tự vệ trong môi trường tuyệt đối an toàn. Nhiều bậc phụ huynh thì khi cho con tham gia vào những học kỳ quân đội, khi lên thăm con thì ngay lập tức muốn con về. Dường như thì chính những cái bậc phụ huynh mới là đối tượng không chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chứ không phải các cháu. Anh nhìn nhận thế nào về cái điều này? Các bậc phụ huynh không nên quá để tâm, không nên quá kỳ vọng vào chuyện là con đi một học kỳ quân đội xong rồi sau đấy về mọi thứ thì cũ. Cách thức tổ chức học kỳ quân đội thì theo tôi biết ở một số nước khác họ cũng tổ chức theo kiểu khác, ví dụ như là Singapore là người ta tổ chức các cái kỳ học, các cái hoạt động của quân đội cho trẻ con hàng tuần, các cái cuối tuần, và là một lựa chọn của học sinh. Thì cái đó nó vừa tốt trẻ con, bởi vì nó không chỉ là học được các kỹ năng, nó còn học được lòng yêu nước, nó học được sự tự hào dân tộc, nó được học rằng là nó cần phải có, cũng nên có nghĩa vụ với đất nước, nên được đóng góp. Và cũng tốt đối với quân đội, nó sẽ có nhiều người yêu quý quân đội, nhiều người mong muốn được đóng góp cho tổ quốc bằng cách tham gia quân đội. Và chuyện đấy nó sẽ tốt cho cả hai phía. Và đối với bố mẹ trong học kỳ quân đội thì tôi nghĩ là nên kỳ vọng nhiều hơn vào việc là con mình nhìn thấy một cái tình yêu với đất nước thông qua việc tham gia quân đội. Và chứ không phải chỉ là kỹ năng. Chứ không phải là kỹ năng. Không phải là chuyện dậy sớm, không phải là chuyện kỷ luật. Và nếu chỉ là như vậy, bọn trẻ nó sẽ không thích. Vậy thì làm thế nào để mà anh có thể gieo vào lòng các cháu những cái sở thích, những cái mong muốn, ham muốn để mà rèn luyện kỹ năng cho bản thân các cháu? Tôi đọc một cái nghiên cứu của một cái tiến sĩ tâm lý của Mỹ. Ông nói là một trong những kỹ năng hàng đầu của việc nói chuyện với trẻ em và giúp đỡ trẻ em hay là dạy dỗ trẻ em, đấy là phải biết được các cái ý thích, biết được các cái sở thích của các cháu. Và mình phải học các sở thích đấy, phải theo đuổi các sở thích đấy cùng với chúng nó. Và khi đó mình là bạn. Thưa quý vị, trên tay tôi lúc này là cuốn Hướng Đạo Sinh, có hai tập, tập 1 và tập 2 mà tôi vừa mua được của tác giả Robert Baden-Powell. Và tôi đã chọn mua hai cuốn sách này đơn giản chỉ bởi những gì ghi đằng sau nó. Với cuốn Hướng Đạo Sinh thì các em sẽ biết cách sử dụng la bàn, cách thức truyền tin, cứu người bằng thắt nút dây, cách thức buộc dây và làm chòi, cách dựng lều khi đi du lịch, lần theo dấu vết, rèn luyện sức chịu đựng, ứng phó với tai nạn, cách phòng dịch bệnh, rèn tính tự giác kỷ luật, và rất nhiều kiến thức thú vị và hữu ích khác nữa. Tôi thì cũng chỉ mới đọc qua cuốn sách này vì tôi mới mua nó thôi. Nhưng mà tôi thấy rằng là ở đây có rất nhiều kỹ năng mà tôi không hề có. Và tôi cảm thấy rằng nếu mà tôi có nó thì tôi giống như một nhà thám hiểm vậy. Thực tế thì trong cuộc sống có nhiều người như tôi không? Và có nhiều các cháu bé muốn như tôi không? Tôi nghĩ là nhiều đứa trẻ mong muốn có những kỹ năng như vậy. Ví dụ như là tìm đường, như là đọc bản đồ, như tìm la bàn. Nhưng mà hướng đạo sinh hiện đại thì người ta lại không phải chỉ dừng lại ở đó. Hai cái kỹ năng căn bản nhất trước hết là các cái kỹ năng công dân, và cái thứ hai nữa là fitness, tức là rèn luyện thể lực. Anh tập thể dục thế nào, hàng ngày tập thế nào, nên tập như nào, những cái gì để tập. Đấy là những cái kỹ năng quan trọng mà nó giúp cho con người, ngoài chuyện là như anh nói, tức là nó tốt hơn thì nó thật sự nó giúp cho con người sống vui vẻ hơn. Nhiều người cho rằng là ở Việt Nam với sự thiếu hoạt động hiệu quả của các bảo tàng, sự thiếu bể bơi, thiếu sân chơi, và kết luận rằng là Việt Nam thiếu hạ tầng để phát triển cho những loại hình du lịch mà theo anh đấy là một xu thế mà nhiều người muốn có như chúng ta vừa trao đổi. Vậy anh theo anh nhận định đó đúng hay sao? Tôi nghĩ là Việt Nam là một đất nước tuyệt vời cho việc xây dựng những cái hoạt động như vậy. Một đất nước rất là nhiều điều kiện để giáo dục cho trẻ con
về cả yêu thiên nhiên, yêu dân tộc, tìm hiểu văn hóa, tìm hiểu tự nhiên. Có thể anh không nhớ gì về cơn mưa hôm tối thứ bảy vừa rồi. Tôi tin là anh mong muốn có cơ hội được ngủ trong một cái lều, ở dưới là bùn, ở trên là mưa, trong một đêm giông như vậy. Con lớn của tôi vừa trải qua một cái buổi như vậy. Vấn đề là chúng ta quay lưng lại với cơ hội như vậy. Như vậy thì sẽ đưa các cháu vào tình huống nguy hiểm. Theo anh có gì nguy hiểm? Tôi thì tôi không thấy gì vấn đề gì cả. Nếu các cháu đã được trang bị kỹ năng trước đó thì tôi các nghĩ cháu ở đây nguy hiểm nhất là bố mẹ các cháu nghĩ rằng nó nguy hiểm. Nguy hiểm là khi mà chúng ta không biết hết các mối đe dọa. Nguy hiểm là khi chúng ta không làm. Và rồi đến lúc mà nó có gì đấy xảy ra thì chúng ta không có khả năng. Có người đã nói trên Facebook của anh rằng là muốn làm như vậy thì trước hết anh phải là người có tiền mới có thể làm như vậy. Anh nhìn nhận thế nào về cái quan điểm khi người họ nhận xét như vậy? Tôi nhớ là khi tôi còn rất bé thì cuối tuần nào ba tôi cũng đưa tôi đi chơi bằng cái xe đạp Phượng Hoàng. Ông không đi nhiều, ông không đi xa, chúng tôi ở nhà quê. Nhưng tôi luôn luôn có biết thêm một thứ mới vào cuối tuần. Trẻ con có thể không leo lên một ngọn núi nào đấy nhưng tôi được leo. Thế thì cái quan trọng nhất không phải là tiền. Quan trọng nhất là chúng ta có muốn làm được cái cho con mình không? Tôi thích xem những bộ phim phiêu lưu mạo hiểm, tôi thích những hình ảnh những người đàn ông có thể làm được nhiều thứ trên phim ảnh. Nhưng thực tế thì tôi không làm vậy ở ngoài đời. Anh nhìn nhận nào với cái sự mâu thuẫn này? Có thể là chúng mình quay lưng với lại cái việc là chúng mình có thể làm được nhiều việc quá lâu. Cái chủ đề là kỳ nghỉ của sự trưởng thành này thì theo anh, tức là cái sự trưởng thành đấy chính là trưởng thành của bố mẹ là chính chứ không phải đứa trẻ con. Có lẽ là anh phê phán bố mẹ cũng hơi nhiều. Nhưng mà rõ ràng là như này. Chúng ta phải đồng ý là trẻ con đang lớn lên mỗi ngày. Và nhu cầu của nó ngày mai sẽ khác nhu cầu của ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn nói với bố mẹ là nếu không cung cấp cho chúng nó ngay ngày hôm nay, ngày mai có thể chúng nó không bao giờ cần đến cái mình có thể cung cấp nữa. Có thể mất đi cơ hội để nó có thêm một trải nghiệm, để nó tự tin, nó trưởng thành. Thực ra chúng ta phải dành nhiều thời gian hơn để mà hiểu con thì mới có một cái loại hình du lịch phù hợp và những sự lựa chọn phù hợp trong thời gian tới. Tôi nghĩ là như vậy. Nói chung là nó cũng giống như anh nói, rất là kỳ nghỉ ở đây thì Việt Nam chúng ta thường hay nói là đi vì con. Nhưng thông thường là ở những chỗ nghỉ thì hoạt động của bố mẹ là chính, đúng không ạ? tức là chúng ta bảo là tổ chức đi cho các con cho vui, nhưng trên thực tế là chỉ có bố mẹ ù khú với nhau thôi, còn con thì hoàn toàn xa lạ. Và lúc đấy thì dần dần chúng nó sẽ cảm thấy cô độc và chúng nó sẽ sợ các kỳ nghỉ. Cảm ơn anh rất nhiều, tại vì anh dù sao thì anh cũng khiến cho tôi cảm thấy là tôi đang phê phán chính mình một ông bố và mẹ trong trường hợp này. Cảm ơn anh và chúc anh và các cháu có thêm những cái thời gian thực sự tuyệt vời trong kỳ nghỉ sắp tới. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, những thông tin mà chúng tôi vừa đưa ra trong ít phút vừa rồi thì hy vọng đã đem lại cho quý vị những thông tin tham khảo bổ ích cho những chuyến du lịch của quý vị sắp tới. Điều cuối cùng mà chúng tôi muốn trao đổi cùng với quý vị đó là dù kỳ nghỉ hè của con em chúng ta có diễn ra như thế nào, dù quý vị có thể bất đồng với chúng tôi về một kỳ nghỉ nhưng lại bao gồm sự giáo dục kỹ năng thay vì nghỉ dưỡng thuần túy, thì điều quan trọng nhất đó là chúng ta cần thực sự dành thời gian cho con em mình, thực sự lắng nghe để hiểu chúng muốn gì và cần gì. Trong lúc cùng suy nghĩ để tìm ra những gì là tốt nhất cho con mình trong kỳ nghỉ tới thì quý vị có thể xem clip ngắn sau đây và coi đó như một sự kích thích sáng tạo nhỏ mà người làm chương trình như chúng tôi muốn dành tặng cho quý vị. Thực sự yêu con và sáng tạo một chút thôi, tiền bạc và thời gian không hẳn sẽ là trở ngại để cả nhà cùng có một kỳ nghỉ vui. Một mô hình được vẽ trên giấy xi măng hoặc thùng các tông như thế này sẽ khiến bé mê mẩn cả buổi mà không làm phiền đến cha mẹ. Chỉ cần đặt một bánh xà phòng mềm vào trong lò vi sóng là bạn đã có ngay một đám mây bồng bềnh cho bé tha hồ bày nhiều trò thú vị. Dùng băng dính để tạo ra những chiếc mạng nhện trong nhà và tận dụng báo cũ xé ra, vo tròn lại để lũ trẻ tha hồ thử sức với trò ném dính mạng nhện. Dùng giấy màu cắt thành nhiều hình khác nhau và cố định những hình đó dưới nền nhà bằng băng dính hai mặt để bé tha hồ chơi nhảy lò cò sáng tạo. Bé có thể nhảy theo các hình vuông hoặc hình tròn hay nhảy theo cách của riêng bé. Trò máy bay giấy sẽ không còn nhàm chán nếu như bố mẹ có thể tạo ra những mục tiêu cho máy bay bay tới như thế này. Trang dây lên, thổi bóng và dính chúng vào chiếc ống hút được luồn qua dây để làm máy bay phản lực từ bóng bay. Trò này sẽ được các bé trai thích mê, chơi cả ngày không chán. Chỉ cần những viên tẩy bút chì và một viên bi cũng giúp cậu bé này say mê với trò bowling. Dùng ống hút để thổi ngô, đã bao giờ bạn cho bé thử nghiệm trò chơi này chưa?